Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết nắng ấm, thậm chí là hơi nóng vào giữa trưa tại các tỉnh Bắc Bộ đã kéo dài 3-4 ngày nay với nhiệt độ ban ngày lên tới 27 đến 29 độ. Riêng một số nơi thuộc phía Tây như Mường La, Mai Châu, Phù Yên, nhiệt độ cao nhất trên 31 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời hầu như không mưa và số giờ nắng cùng nền nhiệt cao. Đặc biệt tại miền Đông Nam Bộ như là Đồng Phú, Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt độ trưa nay còn chạm ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ sắp xỉ khoảng 35-36 độ, kèm theo độ ẩm giữa trưa khá thấp, chỉ ở mức 45-50%. Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo đến khoảng sáng ngày mai thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông của bắc bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết của khu vực sẽ có sự chuyển biến rõ rệt. Ở các tỉnh phía đông bắc bộ trời chuyển nhiều mây và có mưa, nên nhiệt bắt đầu giảm mạnh. Càng về chiều và tối thì sự giảm nhiệt càng rõ rệt hơn. Nhiệt độ thấp nhất sẽ ở mức từ 15 đến 18 độ. Vùng núi cao trời lại rét buốt với nhiệt độ dưới 14 độ. Trong khi đó thì nhiệt độ cao nhất cũng không vượt quá là 20 độ. Sự thay đổi thời tiết đột ngột sẽ dẫn đến nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp. Vì vậy, quý vị và các bạn nhớ trang bị các vật dụng cần thiết khi lưu thông trên đường như áo mưa và áo khoác nhằm bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình. Sau khi ảnh hưởng đến khu vực phía đông của Bắc Bộ, không khí lạnh sẽ lan sang các tỉnh phía Tây, gây mưa và làm giảm nhiệt ở khu vực này. Tuy nhiên, do nằm về phía Tây của dãy Hoàng Liên Sơn nên mức độ ảnh hưởng của không khí lạnh không mạnh mẽ như các tỉnh phía Đông. Một số nơi thuộc Điện Biên, Lai Châu và Sơn La, nhiệt độ còn phổ biến ở mức từ 24 đến 27 độ. Về tình hình thời tiết trên biển, từ sáng mai cũng do tác động của khối không khí lạnh nên tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi và khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh các tỉnh bắc và trung trung bộ từ trưa và chiều mai trời cũng bắt đầu có mưa một vài nơi lượng mưa khá lớn và nền nhiệt giảm dần khu vực còn lại bao gồm các tỉnh ven biển nam trung bộ tây nguyên và nam bộ do không chịu tác động của không khí lạnh nên thời tiết vẫn ổn định trời hầu như không mưa và số giờ nắng cùng nền nhiệt vẫn duy trì mức khá cao sau khi tăng cường xuống nước ta, không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu dần. Do vậy, trời còn rét trong 2-3 ngày tới, sau đó nền nhiệt tăng lên. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa trong ngày 18 và ngày 19, sau đó giảm mưa. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi, tuy nhiên thì nền nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 19 đến 22 độ, có nơi từ 25 cho đến 27 độ. Khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 11 cho đến 13 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 18 đến 20 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây có mưa với gió đông bắc cấp 3 trời chuyển rét, nhiệt độ trong ngày phổ biến quanh mức từ 16 cho đến 20 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, đêm không mưa, trưa và chiều có mưa rào và rông, gió nhẹ sau có hướng Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, chiều tối mai phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rông, gió nhẹ, sau chuyển hướng Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 29 đến 32 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ và cao nhất là khoảng 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông ở vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 30 cho đến 33 độ. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông cấp 4 gần sáng mai chuyển gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật trên cấp 7 biển động. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 25 cho đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây và rét, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa và nhiệt độ cũng giảm dần. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.